Surige, siêu bão đầu tiên trong năm đang hoạt động ở vùng biển phía đông miền trung Philippines có sức gió giật trên cấp 17. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào tối ngày 17 tháng 4, tâm siêu bão cách bờ biển Philippines khoảng 430 km về phía đông, siêu gió mạnh nhất cấp 17 từ 200 đến 220 km/h, giật trên cấp 17. Theo đó trong 24 giờ tới hình thái này đi theo hướng tây bắc với vận tốc 10 đến 15 km/h. Và tối ngày 18 tháng 4, tâm siêu bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 380 km về phía đông. Sự gió không đổi so với trước đó. Sau đó siêu bão Surigae giữ nguyên hướng dịch đi nhưng di chuyển chậm lại, vận tốc chỉ còn 5 đến 10 km/h. Vào tối ngày 19 tháng 4, tâm siêu bão cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 280 km về phía đông đông nam. Sức gió lúc này giảm xuống cấp 16 giật trên cấp 17. Sau 4 ngày quần thảo trên biển, siêu bão Surigae được dự báo đổi hướng đi lên bắc tây bắc rồi tiếp tục đổi hướng đi theo hướng bắc đông bắc, không đổ bộ vào đất liền Philippines. Đây là siêu bão đầu tiên trong năm nay được hình thành ở vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương các chuyên gia nhận định dù không vào đất liền thì việc siêu bão xuất hiện ở khu vực vào thời điểm này là khá sớm nhiều chuyên gia cho biết cả nước đang trong giai đoạn chuyển mùa nên nhiều nơi có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét và mưa đá vào năm nay thì mùa mưa ở tây nguyên và nam bộ bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm